Thanh niên Việt xử nhau theo luật giang hồ. Trong vòng vài tháng trở lại đây thì có ít nhất là 5 vụ thanh toán đẫm máu giữa các nhóm thanh niên tại một số địa phương ở Việt Nam. Và mới đây thì vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 7 tháng 11, hai nhóm thanh niên tụ tập tại ngã ba đường Lạc Long Quân thuộc phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội với dao, kiếm, gậy gộc. Hai bên choảng nhau dữ dội cho đến khi công an Hà Nội nghe được tiếng súng nổ chạy đến để can thiệp thì mới chịu ngừng. Theo VTC News, xung đột giữa hai nhóm xảy ra chỉ vì cuộc nói chuyện giữa hai thanh niên dẫn đến cãi vã. Và cuối cùng thì cả hai nhóm hẹn nhau tại ngã ba đường nói trên để giành lẽ phải theo luật giang hồ. Mỗi bên quy tụ khoảng 10 người mang theo vũ khí đến điểm hẹn để thanh toán nhau. Có một phe còn sử dụng súng bắn điện, dùi cui và cả một khẩu súng Colt tự chế. Trong khi đấu đá dữ dội, một thanh niên rút súng Colt ra bắn một phát. Rất may là không ai bị trúng đạn. Nghe tiếng súng nổ, công an Hà Nội kịp thời đến nơi để can thiệp. Cả hai nhóm thấy động, lập tức bỏ chạy để thoát thân. Có hai thanh niên bị bắt trong vụ ẩu đả này. Tại Sài Gòn cuối năm rồi thì cũng xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm một người bị thiệt mạng. Tất cả đều là cư dân huyện Bình Chánh. Chỉ vì chút hiềm khích cá nhân, cả hai hẹn giao chiến với nhau tại một khu vực thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Khi vừa giáp mặt thì hai nhóm lao vào đấm đá nhau túi bụi. Một cô gái tên Bùi Thị Phụng, 18 tuổi, đã rút dao bấm đâm vào bụng một thanh niên tên Lê Công Bảo, 21 tuổi, khiến cho anh này bị gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cứu cấp nhưng đã tử vong. Dư luận cho rằng thanh niên ở Việt Nam không còn tin vào luật pháp nhà nước nên mỗi khi hiềm khích thì kéo nhau ra phố, xử nhau theo luật giang hồ.